Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lê Công Tài IT. Và trong video trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách chế một củ phát điện bằng vô lăng xe máy. Thì trong phần quấn dây thì mình mới chỉ giới thiệu với các bạn cách tính toán để quấn vòng dây. Thì hôm nay trong video tiếp theo này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gỡ dây và quấn dây mới bằng chiếc bàn quấn mình tự chế như thế này. Thì trước khi quấn dây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc bàn quấn. Thì chiếc bàn quấn này các bạn có thể xem. Chiếc bàn quấn này mình sử dụng đó là một chiếc máy ở trước của bộ xe đạp. Hai chiếc kẹp ống nước bằng inox các bạn nhé. Và mình sẽ làm hệ thống tay quay như thế này. Ở đây mình sử dụng một đoàn sắt hộp có đường kính có chiều rộng là 2,5 cm. Đây là loại sắt hộp. Đây các bạn nhé, đây là đoàn sắt mà mình cắt, nó có chiều rộng là 2,5 cm. Bây giờ mình sẽ tháo cho các bạn xem. Đây các bạn nhé. Thì nếu các bạn muốn tự làm cho mình những củ phát điện như trong video mình hướng dẫn thì các bạn có thể tự chế một bàn quay như thế này nhé. Sử dụng rất là hiệu quả các bạn nhé. Rồi, ở đây mình có chuẩn bị một cuộn dây đồng. Cuộn dây này có tiết diện dây là 0,35. 0,35 các bạn nhé. Đây, các bạn làm như thế này thì công việc được giải quyết rất là nhẹ nhàng các bạn nhé. Thì đây là mình hướng dẫn cách làm cho những bạn nào có đam mê, còn những bạn nào không muốn làm nhiều mà vẫn muốn sở hữu những củ phát điện như mình thì các bạn có thể đặt mua ở bên mình nhé. Mình sẽ bán cho các bạn hai củ này với giá là 120k các bạn nhé, 120k. Hai củ phát điện 220V. Thì khi các bạn mua hàng về thì cách đấu nối thì hãy xem lại video trước trên kênh mình nhé. Mình đã hướng dẫn cách đấu nối các bạn đấu song song sẽ như thế nào, nối tiếp sẽ như thế nào. Rồi, video này mình chỉ giới thiệu như thế thôi. Mình xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Thì đừng quên like và đăng ký kênh giúp mình nhé.